Danilo que hace 200. ¡Está Danilo! ¡Venido, venido! ¡Partida por Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Y cántalo, 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 cántalo! ¡Sergio Ramos! ¡Es finalista! ¡Sergio! À, xin chào tất cả các bạn. À, có lẽ là những hình ảnh tại cái giải CCGS năm 2017 Final Championship thì là những cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được đối với mình. Một cái trận thua mà đáng giá 75.000 đô la Mỹ. Các bạn tưởng tượng xem, một trận đấu đáng giá 75.000 đô la Mỹ mà mình tuột khỏi tay trong gang tấc. Và ngày hôm nay thì tại cái vòng đấu loại cái ở một cái giải đấu ở Thượng Hải Trung Quốc ấy, Nova tổ chức và để 16 người pro nhất của Nova chọn ra một số người để thi đấu tại Thượng Hải thì mình đã có dịp tái đấu lại với cả Sergio Ramos. Mình cũng đã quay lại cái ba trận đấu này. Nhưng trước khi đến với cái trận tái đấu mới này ấy, trận tái đấu năm 2018 này ấy, thì mình sẽ giải thích lại vì sao mình thua Sergio Ramos ở cái giải Final 2017. Mình đã thua Sergio Ramos về chiến thuật, thì thực sự là Sergio Ramos là một tay cực kỳ cáo già. Hơn mình tưởng rất nhiều. Thật ra là Sergio Ramos thì là một cái hiện tượng rất là bất ngờ trước cái bất ngờ của giải, bởi vì là trước đó thì mọi người không được đánh giá cao. Và Sergio Ramos thì không được chú ý, nhiều. Nên mình cũng không chú ý và để ý. Và mình cũng quá bất ngờ và chủ quan. Ở trận đầu tiên ý, thì mình đã có chiến thắng rất là khó khăn với cái deck X-Bow mình đã chọn khi chống lại cái deck Miner PK của Sergio. Đến trận thứ hai thì các bạn nghe nhé. Bình thường ý, thì tâm lý đối thủ khi mà chọn deck A thua cái deck B thì cái trận thứ hai sẽ có xu hướng là chọn cái deck C để counter lại cái deck B mà vừa thua của đối thủ. Do vậy là mình thường chọn lại cái deck D để counter lại cái deck C của đối thủ. Đấy, các bạn nghe nhé, mình sẽ lấy cái deck đấy là bình thường nhé. Còn nếu gặp phải một tay cáo già ấy thì lại phải cao tay hơn một nước nữa. Đấy chính là việc là tức là đối thủ cũng sẽ nghĩ như mình, họ cũng sẽ nghĩ là mình lấy deck D và họ sẽ lấy cái deck D, E để trị cái deck D của mình. Và như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải lấy cái deck F để trị lại cái deck E của đối thủ. Các bạn thấy đấy, F để trị deck E của đối thủ. Thì mình cũng không nghĩ đến cái bước này, không nghĩ là Sergio lại cáo già đến đấy. Do vậy là trong trường hợp này thì mình đã rơi vào bẫy của Sergio. Như mình đã nói thì X-Bow là cái trận đầu mà Sergio thu mình ý, nên mình nghĩ Sergio sẽ lấy một cái deck có gian hoặc là golem để mà trị. Cho nên là mình đã chọn cái deck là gian, mình đã chọn cái deck là hóc mini PK và có bát để mà trị là cái deck gian của Sergio Ramos. Tuy nhiên thì Sergio Ramos đã bắt bài lại mình và Sergio đã lấy một cái deck counter hoàn toàn luôn cái deck hóc của mình, đó là deck mộ cycle, graveyard cycle, mà graveyard cycle này lại có cả giáp. Bình thường thì các bạn để ý rồi, graveyard thì thường là lấy lock, nhưng đằng này lấy cả giáp để trị cái bầy bát của mình. Thực sự là quá hiểm luôn. Đây là một cái trận thua bước ngoặt, vì là khi mà thua trận này thì trận thứ ba sẽ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Đến trận thứ ba thì mình chọn một cái deck là Miner MK là cái phương án an toàn. Nhưng deck của Miner MK thì cái deck này thì ở trước giải thì cũng chưa đánh nhiều. Còn cái deck Miner MK của Sergio thì có phần lợi thế hơn khi mà có minion và bandit. Cho nên là như mình đã nói thì việc cái chọn deck quyết định 50% chiến thắng. Việc chọn deck quyết định 50% chiến thắng, 30% là kỹ năng, còn lại 20% là cái xuất phát của thẻ bài. Trở lại với cái trận tái đấu ngày hôm nay thì trước khi chọn deck ý, mình đã chú ý theo dõi lối đánh của Sergio. Mình để ý là Sergio có xu hướng là đánh Battle Ram cộng với cả cặp bộ đôi ngựa. Do vậy là mình đã chọn một cái deck có Balon ở cái trận đấu đầu tiên. Một điều nữa là mình có cái phương án bí mật mà Sergio sẽ mắc bẫy ở trận thứ ba, tí nữa mình sẽ nói.
Các bạn thấy không? Mình đã dự đoán đúng về chiến thuật của Sergio. Và với việc yếu thế về thủ trên công như Balon thì Sergio không thể nào chống lại mình. Ở trận thứ hai thì mình chọn deck half cycle, cũng là một deck chống xuống deck của Sergio. Tuy nhiên thì trận này mình đã thua suýt sao. À đây rồi, ở trận thứ 3 thì như mình đã nói là phương án bí mật mà Sergio sẽ mắc bẫy chính là việc là Sergio không thể ngờ rằng mình lấy lại deck. Vì từ xưa đến nay là mình là người không bao giờ đánh lại được một deck, luôn luôn thay đổi. Và Sergio thì đã quá hiểu mình. Do vậy thì Sergio đã rơi vào bẫy của mình khi mà chọn cái deck Pekaram, một cái deck mà không thể chống lại Hell Cycle. Và một chiến thắng thì không quá khó khăn với mình. We'll be right back.
À, các bạn thấy đấy, à, việc chọn deck quyết định 50% chiến thắng. 50% chiến thắng. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.